có một cô bé. Tác giả kịch bản Vladimir Nedobrovo, đạo diễn Victor Yesimon, quay phim Garibian, họa sĩ Igor Bakhmetyev, âm nhạc Venedik Pushkov. Các diễn viên chính: Nina Ivanova trong vai Nastya, Natalia Zachipina trong vai Katya, Ada Voisik trong vai mẹ Nastya, Nikolai Kon trong vai bố Nastya, Vera Antaskaya trong vai mẹ Katya, cùng các diễn viên khác. Kẻ thù trước cổng, vươn ngực bảo vệ Leningrad, tổng lực bảo vệ thành phố mang tên Lenin. Thế, nâng về phía tôi. Được rồi, đặt vào đây. Bác nâng phía bác đi. Thế, được rồi. Bà Stepanit ơi, bà đang làm gì vậy? Bà và các bác đang đắp lũ ngăn bọn Đức, Nastya. Nào đưa tôi, cẩn thận, từ từ nào. Tại sao hôm nay chị Pakhmut và không ra làm việc nhỉ? Chưa thấy chị ấy ra. Mẹ cháu đến nhà máy. Ông Maka Ivanit đến nhà máy của bố cháu. Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ cháu đi làm. Vậy tức là ta gạch tên nữ công dân Pakhmova ra khỏi danh sách. Sao lại gạch tên hả ông? Bởi vì bây giờ căn hộ số 7 vắng chủ nhà. Không, cháu sẽ làm mọi việc thay mẹ cháu. Nào đi nhận khẩu phần bánh mì, nào dọn dẹp nhà cửa. Cả việc ở đây cũng vậy. Nếu vậy lại là chuyện khác. Cháu có dụng cụ chưa? Chưa ạ. Vậy thì đi lấy nhanh lên, bắt tay vào làm việc thôi. Vâng ạ. Katya, em đang làm gì thế? Em nướng bánh. Chả lẽ nướng bánh như vậy sao? Vậy nướng thế nào?
thế này đi. Em nhìn đi. Thế mà cũng đòi. Em chả cần. Chị làm cái khác còn đẹp hơn kia. Thế bánh của chị nhân gì vậy? Nhân bắp cải. Em không thích bánh nhân bắp cải. Em thích bánh kem cơ. Em thích loại bánh nào? Bánh thật sự ý. Loại Napoleon. Bánh thật thì chịu. Nhưng em muốn ăn. Chị Nashenka, em rất thèm ăn bánh kem. Thiếu gì thứ em thèm. Bây giờ lấy đâu ra bánh kem? Thế chúng biến đi đâu? Hitler ăn hết rồi. Hết cả rồi. Hết cả rồi. Ồ, đúng là đồ tham ăn. Ôi, thư đến kìa. Đâu? Đằng kia. Biết đâu có thư của bố chị thì sao? Chị Nashenka, đợi em với. Nikolaeva. Có Nikolaeva không? Posvelova. Thư đó của tôi. Tên chị là gì? Maria Penskaya. Đưa lại cho tôi. Cô xem giúp cháu. Có thư của Pakhomova không? Cô Zakova. Pakhomova có thư không ạ? Có cô Zakova không? Tôi đây. Cô Zakova. Alexeyevna. Tôi đây. Ivanova. Cô ấy đây. Pakhomova. Anontova căn hộ số 4. Vukanova. Của tôi. Sinichka. Sinichkina. Tôi nha. Đưa đây. Alexandrova. Cô xem giúp cháu. Pakhomova. Căn hộ số 7. Rumyantseva. Thư bố gửi hả? Thư bố đúng không? Mẹ thật là chỉ đọc một mình chả đưa cho ai. Bố viết trong thư đã bắn rơi chiếc Yuker. Bắn rơi ai ạ? À, nhà em có thư, nhà em có thư. Có thư của bố em. Thế là hết rồi. Thư này của nhà cháu phải không ạ? Mẹ cháu tên là gì? Pakhomova. Đây là thư cho Afanasieva, không phải số nhà cháu. Cháu sao vậy, Nashenka? Không sao ạ. Bố cháu sẽ viết thư cho cháu. Đừng khóc. Cháu có khóc đâu. Nashenka, chị biết không? Bố em giết chết một tên giặc. Chị xem đi. Gửi Sinichkina. Bố chị có giết chúng không? Có lẽ có, chị không biết. Nhà chị không có thư, nhưng nhà em có. Chị sẽ không bao giờ nướng bánh cho em nữa. Em chả cần. Mẹ sẽ nướng cho em, ngon cực kỳ. Em sẽ ăn hết sạch, không cho chị đâu. Chị cũng chẳng cần. Em không cho, không cho. Không cho. Chị sao vậy? Tại cháu trêu chị ấy. Nhà chị ấy không có thư. Trời ơi, sao cháu có thể vì việc đó mà trêu chị ấy? Xấu hổ quá. Nếu lỡ đâu, chẳng may bố chị ấy bị giết thì sao? Chị Nashenka. Chị Nashenka. Em với chị từ giờ trở đi sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, đúng không chị? Phải rồi. Em thấy sao, chiếc váy có đẹp không? Đẹp lắm, nhưng em thích ống tay áo rộng hơn. Phồng ở vai thế này này. Субтитры сделал DimaTorzok.
Theo chị thì thế này hợp với bé Mashenka hơn. Em nhìn xem. Đẹp chứ? Sao em cứ khóc nhè vậy? Bé Matryoshka ngốc nghếch này. Chị Mashenka cũng sẽ may áo đẹp cho em mà. Mashenka, chị sẽ may chứ? Nhất định rồi. Em thấy chưa? Nào, để chị bế nhá. Hình như mẹ đã về. Ở nhà không có mẹ, các con thế nào? Mẹ biết không, bác Maka định gạch tên mẹ khỏi danh sách. Con nói gì? Thật đấy, con nói với bác ấy, bây giờ con sẽ thay mẹ làm tất cả. Con nói rằng mẹ đến nhà máy của bố làm việc. Bác ấy bảo sao? Bác ấy bảo, thế lại là chuyện khác. Cầm lấy dụng cụ rồi bắt tay vào làm việc, con và mọi người sẽ đắp lũy ạ. Làm đúng lắm, con giỏi quá. Chào cháu, cô Anna Vasilevna. Chào cháu định đi đâu đấy? Cháu về nhà, cháu ngồi lại một chút, chúng ta cùng uống trà. Phải đấy, em ở lại đi. Mashenka, con chưa đun nước à? Con quên mất, nội trợ thế đấy. Mẹ để con. Cháu với chị Mashenka chơi rất vui, chẳng hề cãi nhau tí nào. Cả hai đều giỏi lắm. Mashenka, nhà mình không có thư à? Không có ạ. Có vậy thôi à mẹ? Lại giảm ư? Lại giảm Mashenka ạ. Mẹ ơi, thế còn phần của Katya? Con đừng lo, sẽ có phần. Không phải trong vùng của chúng ta đâu. Katenka, ăn đi cháu. Cảm ơn cô. Bây giờ chẳng cần phải bắt cháu ăn. Thậm chí cả dầu cá cháu cũng chịu uống, không nhăn nhó chút nào. Ôi, cái cốc của bố. Mẹ ơi, con sẽ uống bằng cốc của bố được không ạ? Được. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ chị khóc. Mẹ đừng khóc. Mẹ có biết tại sao nhà mình không có thư không? Bố chẳng có lúc nào để viết. Cứ chiến tranh liên tục, không phải lúc để viết thư. Những người khác vẫn viết mà con. Mẹ biết không? Mẹ biết hôm nay thế nào không? Cô Tonya đi đến khu nhà mình. Các bà các chị vừa nhìn thấy cô ấy lập tức buông hết sẻng cuốc, chạy vội đến. Tôi có thư không? Thư của tôi đâu? Họ la hét mới khiếp chứ. Nhà em có thư. Rồi sao nữa? Chỉ mỗi nhà Afanasyev có thư. Con nhìn thấy, nhưng thư đó có tem, tức là không phải từ mặt trận về, không ai có thư từ mặt trận hết. Cả nhà Sinichka cũng không có. Không có ạ. Em về nhà em đây. Ngồi thêm chút nữa. Em không muốn. Em sẽ kể hết. Kể hết cho mà xem. Katya. Các cô bé, ra uống trà nào. Katya đâu? Về nhà rồi ạ. Còi báo động. Không sao đâu con.
trụ sở Ban Tham mưu Phòng không thông báo. Báo động trên không. Báo động trên không. Nhanh lên con. Nhanh lên, mẹ đưa con xuống hầm, còn mẹ ra cổng trực. Hôm nay đến phiên mẹ. Báo động trên không, báo động trên không. Đi nào Masenka. Lời kêu gọi toàn thể chị em phụ nữ thành phố Leningrad. Gửi tất cả phụ nữ Leningrad, những người mẹ, người vợ, người chị. Trong giây phút khó khăn này, chúng tôi gửi lời kêu gọi tới tất cả các bạn. Những viên đạn cao xạ nằm án ngữ trên đường phố Leningrad. Kẻ thù đã bắn phá nhà cửa và bệnh viện của chúng ta. Trước kia, bây giờ và sau này, sẽ không thể có kẻ thù nào đáng sợ hơn chủ nghĩa phát xít. Nơi nào bọn chúng đặt chân đến, nơi đó là khổ đau và nước mắt, là hành hạ và tra tấn. Hỡi các chị em Leningrad, hãy lau sạch nước mắt. Bằng nước mắt không thể dập tắt ngọn lửa những đám cháy. Bằng lời than vãn không thể khiến những người chết sống lại. Hãy ghi nhớ điều đó. Hãy bảo vệ con em của các bạn. Cuộc sống của chúng đang bị đe dọa. Hãy đừng tiếc sức lực và mạng sống. Đứng lên bảo vệ thành phố ruột thịt. Mạch sống của thành phố, số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Không mất mát nào có thể bẻ gãy ý chí của chúng ta. Chúng ta quyết không để thành phố lọt vào tay kẻ thù. Thà sông Neva chảy ngược còn hơn là Leningrad thuộc về quân phát xít. Gửi con gái Nastenka Pakhomova quà tặng của bố từ mặt trận.
1, 2, 3, 4, 5. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gì con? Sáng rồi ạ. Con tìm được ít rượu vua Đan Mạch. Rượu rất ngọt. Mẹ uống một chút đi. Không cần đâu con. Sao lại không ạ? Mẹ nhất định phải uống. Uống vào mẹ sẽ thấy dễ chịu ngay. Mẹ khát nước. Mẹ uống mấy giọt này đi. Sau đó chúng ta sẽ uống trà. Thế là xong. Mẹ cho tay vào chăn nào. Mẹ dậy đây. Mẹ phải dậy. Gì thế này? Ông Maka Ivanich ơi, cây phong của chúng ta làm sao thế này? Ông nhìn xem, có một lỗ thủng to tướng giữa thân cây. Bọn chúng làm nó bị thương đấy. Ôi, cây phong tội nghiệp của tôi. Đêm qua một quả đạn rơi xuống, mảnh nó văng vào thân cây. Chả lẽ không chữa được cho nó ạ? Vết thương nặng lắm. Đành để nó chết uổng hả ông? Sao lại chết uổng? Chúng ta sẽ cưa nó ra, trẻ thành củi, đem chia cho mọi người. Ôi, tiếc thật. Khi nào ông sẽ cưa nó? Phải gọi mọi người cùng làm. Mà người thì chẳng còn ai. Họ đâu hết cả rồi. Họ kiệt sức cả rồi. Người thì chân không lê nổi. Người thì hoàn toàn không dậy được. Ông ơi, ông sao vậy? Cháu lại tưởng có mình mẹ cháu bị ốm. Không đâu, Nastenka. Cả khu nhà không còn như trước nữa. Không thể như trước. Ông vẫn chưa sao. Vẫn chịu được. Còn cháu thì sao? Vẫn sống chứ? Vẫn sống ạ. Cháu giỏi lắm. Nhất định phải như vậy. Sinichkina, diễn viên nhà hát nhạc hài kịch. Ai đấy? Chị đây, Katya. Chị vào đi, Nastenka. Chào em, chào chị. Chị đến mượn nhà em chiếc xe trượt được không? Để làm gì ạ? Để đi kéo nước. Mẹ chị muốn uống trà. Được, chị lấy đi. Cảm ơn em. Em đang làm gì vậy? Em dọn phòng. Nastenka, chị biết không? Em nhiều việc lắm, quay cuồng suốt ngày. Nhà chị đã nhận được thư của bố chị. Nhà em thì chưa. Rồi sẽ nhận được. Em có biết vì sao lâu như vậy mà bố chị không viết thư không? Bố chị đang ở trong vòng vây. Ở đâu cơ? Ở trong vòng vây. Em hiểu không? Không, không hiểu. Em nhìn nhé.
Thấy vòng tròn không? Thấy. Đây, vị trí trước cốc này là chỗ bố chị. Còn xung quanh là quân Đức. Chẳng lẽ có chuyện như vậy à? Có chứ. Em tưởng là chúng mình không bị bao vây sao? Chúng mình cũng ở trong vòng vây. Chúng mình ư? Chúng mình tất cả những người dân Leningrad. Tất cả ư? Đúng. Thế nghĩa là em cũng ở trong vòng vây à? Cả em nữa. Thế mà em không biết mình cũng ở trong vòng vây. Em đừng sợ. Chúng mình cứ ngồi yên. Ngồi yên rồi bước ra thôi. Thế lỡ không ra được thì sao? Sẽ ra được. Bố chị là pháo thủ, nã pháo giết bọn chúng, thế là xong. Đúng rồi, còn bố em là phi công. Bố chị bắn pháo, bố em thả bom. Cả hai cùng một lúc, thế là giết hết chúng nó. Lại còn bay nhanh nữa. Em cố mà giữ cho chắc. Thôi chị đi đây. Thế còn xe trượt? Ừ nhỉ, còn xe trượt. Chị quên bén đi mất. Chị sẽ về ngay. Tạm biệt. Tạm biệt chị. Nastenka, cháu sao vậy? Cô tôi nha.
Chúng ta đến nơi rồi. Cô phải đi đâu? Có xa không ạ? Cô đến khu nhà của cháu. Nhà cô bị bom ạ. Bây giờ cô đến sống ở khu nhà cháu ư? Không phải. Cô đem nước đến cho bà Stepanida. Sao thế? Có việc gì cần cô giúp à? Cháu nói đi. Không ạ, cháu không cần. Tùy cháu, nhưng nếu có việc gì cần cứ đến gặp cô sẽ giúp. Cháu phải đến đâu ạ? Cháu biết ủy ban đoàn công xã Môn quận chứ? Cháu biết ạ. Cái nhà góc phố gần hiệu thuốc. Đúng rồi. Tạm biệt cháu nhé. Natchenka, nếu có đến cháu xin gặp cô Vatrushkina, không quên chứ? Vâng, cháu sẽ đến. Vatrushkina, tên gì mà ngon như tên bánh vậy? Ai cho phép con cho Nastya mượn xe trượt? Sao con không trả lời khi người lớn hỏi? Nói đi. Con không cho mượn, chị ấy tự lấy. Con thừa biết mẹ phải đi biểu diễn. Giờ thì cả hai mẹ con không có nước pha trà. Cô Olga Petrovna, cháu gửi cô chiếc xe trượt. Cháu cảm ơn cô nhiều. Sao cháu không hỏi mượn đã lấy chiếc xe? Sao lại không ạ? Chính Katya đưa cho cháu mượn. Cháu không thấy xấu hổ sao? Tại sao ạ? Vì cháu nói không đúng sự thật. Cháu luôn nói đúng sự thật mà. Luôn luôn ư? Thế mà gọi là luôn luôn. Em sẽ kể hết mọi chuyện. Mẹ chế đi làm về và hỏi, nhà mình có thư không? Chị ấy trả lời không có. Mẹ chế hỏi, còn nhà Sinichkina? Nhà Sinichkina cũng không có. Chị ấy nói như vậy, nhưng nhà mình có nhận được. Thế đấy. Cháu có nói vậy không? Có ạ. Tại sao? Cháu thương mẹ cháu. Lại đây với cô. Sao mẹ cứ hôn chị ấy suốt thế? Khi nào bố về con sẽ mách hết. Chơi với nhau đi các cô bé. Đừng cãi nhau nữa. Nào. Chào chị Anna Vasilevna. Chào cô Tonyushka. Chị thấy trong người thế nào? Cảm ơn cô, đỡ hơn một chút. Natchenka đâu rồi? Con bé về ngay bây giờ đấy. Em sẽ dọn dẹp nhà cửa cho chị. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tonyushka không cần đâu. Chị sẽ dậy và tự dọn được. Không sao, chị cứ nằm đi. Do, re, mi, fa, son, la, si, do. Đó là các gam. Son, fa, mi, re, do, do, do. Em có chơi bài thuyền trưởng không? Thuyền trưởng, hãy cười lên. Vì nụ cười là lá cờ trên con tàu lướt sóng. Thuyền trưởng, hãy ưỡn thẳng lưng. Chỉ người dũng cảm mới dám chinh phục biển rộng. Bài đó đúng không? Đúng. Không, em không chơi. Thế còn bài mây đen bao phủ thành phố? Cũng không. Thêm chơi bài gì? Bài điệu vals của chó. Có thể em cũng biết bài hát yêu thích nhất của chị. Bài nào? Bài này này. Ôi, chuyện gì? Cái xô nước. Cái xô nào nhỉ? Ai mà tệ thế nhỉ?
Mẹ ơi, mẹ dậy dọn dẹp ư? Không, cô Tô Nha đến giúp đấy. Ôi, cô Tô Nha. Nếu có chuyện gì, con hãy nhớ đến cô ấy. Một cô gái thật tốt bụng. Khi tình thế trở nên nguy cấp, Nashenka bèn đi đến ủy ban quận. Vâng, tôi nghe. Xin nhắc lại địa chỉ. Đợi tôi một chút. Tôi ghi đây. Đài phun nước. Được. Chúng tôi cử người đến ngay. Tôi hiểu rồi. Marozova. Em đây. Thế này nhá. Một loạt đạn trái phá rơi xuống quân y viện. Em dẫn theo mấy cô trong đội. Các cô gái trong đội em vừa mới về. Họ đã hai ngày đêm không ngủ. Nhìn ạ, đạn trái phá rơi xuống quân y viện. Vâng, đem địa chỉ. Chào cô ạ. Cô ấy vừa bước ra khỏi buồng thì trúng ngay một viên đạn. Cháu bé còn lại có một mình. Bố cháu ngoài mặt trận. Họ sống ở đâu? Đường Tchaikovsky, số nhà 34, căn hộ số 5. Cháu Vasilev Misha. Bác đi cùng cô gái này. Mọi việc sẽ được thu xếp. Ta đi thôi. Cảm ơn cô. Chào cô ạ. Chào cháu bé. Cháu cần gì nào? Cháu muốn gặp một cô. Ở đây nhiều cô lắm. Cháu nói họ của cô ấy đi. Họ là cháu quên mất rồi. Có phải Blinova không? Không ạ. Không phải Blinova. Hay là Smetankina? Không phải. Thế Koshkina? Cái tên ngon như đồ ăn ấy hả? Ôi, là Vatrushkina. Vatrushkina, đúng rồi. Đấy, nói ngay có phải dễ không? Để cô gọi cô ấy. Này các cô, gọi giúp Tonia từ ban hỗ trợ gia đình. Vatrushkina có người đến tìm cô. Sao, đã sẵn sàng chưa? Tonia, cô bé tìm cậu đấy. Nashenka, chào cháu. Chào cô ạ. Chào cháu. Sao, mọi việc thế nào? Bình thường ạ. Nhưng sức khỏe mẹ cháu xấu đi nhiều. Xấu thế nào? Mẹ cháu hoàn toàn kiệt sức. Cháu đừng buồn. Sao, đã tìm được cô có cái tên ngon ngon chưa? Tìm được rồi ạ. Này, cháu cầm lấy. Cảm ơn cô. Vatrushkina đến giờ chuẩn bị đi rồi. Đợi chút. Hôm nay cô sẽ ghé qua nhà cháu. Cô ghé qua nhé. Mẹ cháu cứ nhắc cô suốt. Nhất định rồi. Cô có biết không, bà Stepanida ốm nặng lắm, nằm liệt một chỗ. Còn ông Maka Ivanich thì gió thổi là ngã. Cô cũng sẽ ghé qua nhà họ. Khoảng 6 giờ cô sẽ ghé qua nhà cháu. Sau đó sẽ qua nhà họ. Thế bây giờ mấy giờ ạ? Gần 4 giờ. Cháu còn phải đi nhận bánh mì. Vẫn còn. Còn cái gì? Phiếu ạ. Cháu đã xếp hàng nhận bánh mì rồi. Cháu đi đây ạ. Chào cô. Khoan đã. Đưa phiếu đây, cô mua bánh mì cho. Còn cháu về với mẹ đi. Cô nhận được bánh mì thì đem lại ngay nhé. Tất nhiên rồi. Đây ạ, phiếu công nhân của mẹ. Phiếu trẻ em của cháu. Cô sẽ không làm mất chứ? Cháu nói gì vậy? Ôi trời ơi, con đi đâu về thế? Sao con có thể đem được cả ôm củi như vậy? Mẹ có biết chỗ củi này đâu ra không? Các bác ấy đã cưa cây phong. Con vừa đi đến, ông Maka Ivanich nhìn thấy con bèn gọi vang. Này nữ công dân Pakhomova, mau lại nhận củi. Thế là con mang về. Củi vẫn ẩm lắm. Cây phong tội nghiệp. Biết sao được. Chúng ta sẽ sấy khô để sưởi con ạ. Bánh mì thì sao hả con? Cô Tô Nha hứa sẽ nhận giúp rồi mang đến. Cô ấy có đến không? Nhất định ạ. Chồng mẹ đã khỏe hoàn toàn rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần sống sót được đến mùa xuân. Khi đó thì chẳng sợ gì nữa. Tại sao ạ? Khi đó trời sẽ ấm áp. Chúng ta sẽ lại làm vườn, trồng khoai tây, rồi hành, dưa chuột, cà rốt nữa. Mong sao mùa xuân chóng đến. Mẹ ơi, liệu đến mùa xuân chiến tranh đã kết thúc chưa? Đến mùa xuân ư? Mọi thứ đều có thể. Thì đó bố sẽ về đúng không ạ? Tất nhiên rồi.
Ôi, giá mà mùa xuân đến thật nhanh. Mẹ làm sao vậy? Mẹ cẩn thận. Mẹ cẩn thận nhé. Thế sẽ dễ chịu ngay ạ. Mẹ thấy thế nào rồi? Con kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe nhé. Một câu chuyện hay ơi là hay. Mẹ nghe này. Tại một xứ sở xa xôi nọ, tại một vương quốc nọ, có một cô bé. Cô sống cùng cha và mẹ. Mẹ cháu đang ngủ. Cứ để mẹ ngủ, chúng mình sẽ làm thật nhẹ nhàng. Cháu biết không, cô vừa ở chỗ mẹ Katya. Sao hả cô? Cô ấy muốn ra mặt trận. Ra mặt trận ư? Đúng, nhà hát đi biểu diễn, cô ấy cũng muốn đi theo. Còn Katya? Katya sẽ ở với ai? Chính cô cũng chưa biết nữa. Có lẽ phải thu xếp đưa vào trại trẻ mồ côi. Bánh mì của cháu đây. Nhà cháu nhiều thế này ư? Của nhà cháu đấy. Còn đây nữa. Ôi, cái này cũng của nhà cháu ư? Đúng rồi. Cháu chưa biết gì đúng không, cô bé ngốc? Gì hả cô? Khẩu phần bánh được bổ sung. Thật sao? Đúng vậy. Cháu biết không, một tuyến đường mới được mở đi qua hồ Lagoda. Tuyến đường trên băng, xe ô tô lũ lượt nối đuôi nhau, hết chiếc này đến chiếc nọ, chở bột, chở kê, chở thịt, chở bánh mì. Sao cháu lại ngồi ăn một mình thế? Cô ăn đi, mời cô tôi nha. Cô cầm lấy, mời cô. Ăn đi. Ăn đi, cô cháu mình sẽ còn ăn mừng cơ. Đúng vậy cô nhỉ, họ sẽ bổ sung mọi thứ. Mẹ đang ngủ. Mẹ ngủ và chưa biết gì hết. Cô tôi nhà, cháu đánh thức mẹ dậy nhé. Cháu đánh thức đi. Chuyện như vậy mình nên đánh thức. Mẹ ơi. Nào, cháu cởi đồ ra đi. Cởi ra nào. Cứ thoải mái như ở nhà. Ở đây cháu sẽ thấy ấm áp. Ở chỗ này các cô bé chỉ cần mặc một váy thôi. Cởi ra. Để bà giúp cho. Cháu sao vậy? Sao lại sợ hãi thế? Bà không lấy búp bê của cháu đâu. Cô bé ngốc ạ. Ở đây cháu muốn bao nhiêu búp bê cũng có. Nào.
Cháu cởi đi. Ở đây cháu sẽ nghỉ ngơi, hồi phục, sẽ chơi đùa. Hóa ra bà với cháu trùng tên đấy. Bà cũng tên là Nastenka. Thật mà. Tên bà là Nastasia Ivanovna. Cháu có thể gọi thân mật là bà Nastya được chứ? Ôi, chiếc áo mới bẩn làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ đi tắm. Bà sẽ đưa cháu chiếc váy mới. Cháu thích màu gì? Màu hồng hay xanh da trời? Hay cháu thích mặc áo choàng? Chỗ chúng ta có cả áo choàng, vừa ấm vừa nhẹ. Cháu muốn về nhà. Sao em lại khóc? Em làm sao vậy? Chị Nastenka. Katenka. Chị cũng ở đây giống em. Tuyệt quá. Em vui quá. Sao trời sáng rồi ư? Phải dậy rồi à? Vậy mà tớ tưởng là báo động. Còn tớ chả ngủ tẹo nào. Nastenka, thế mẹ chị cũng đi biểu diễn ư? Không phải. Mẹ chị có sớm về không? Không. Không sớm đâu. Tuyệt quá. Em vui lắm. Từ giờ em sẽ không rời chị nửa bước. Lúc nào cũng ở bên chị. Chị cũng vậy. Chị biết không? Ở đây em không tài nào ngủ được. Tại sao? Nghe chuyện cổ tích em mới ngủ được. Mẹ bao giờ cũng kể chuyện cho em. Em muốn chị kể chuyện cho em không? Chị có biết không? Biết chứ. Chị kể đi. Chị kể đi. Xin chị đấy. Em nằm xuống đi. Tại một xứ sở xa xôi nọ, tại một vương quốc nọ, có một cô bé. Cô bé phải sống qua mùa đông. Trời lạnh ơi là lạnh. Cô bé khao khát mùa xuân về. Cô thầm nhủ, biết bao giờ mùa xuân mới về nhỉ? Sao? Cô bé sống một mình ư? Cô bé sống với mẹ. Còn bố cô đang chiến đấu ngoài mặt trận. Vậy là cô bé cùng mẹ mình mong mỏi mùa xuân về. Khi ánh mặt trời tỏa sáng và tất cả bừng lên ấm áp, họ nghĩ khi thời tiết trở nên ấm áp thì chiến tranh cũng kết thúc và bố sẽ trở về. Thế là vào một ngày tuyệt đẹp, mùa xuân đã về. Thế là các cô bé quyết định về thăm lại ngôi nhà cùng mảnh sân cũ của mình.
cô nhà yêu quý của chúng mình đây rồi. Hoan hô. Trời ơi, Nastenka đây mà. Cả Katchenka nữa. Chào các cháu yêu quý. Các cháu từ đâu về vậy? Chúng cháu về thăm nhà. Chúng cháu chạy mới khiếp chứ. Bà Stepanida, Nastya Pakhomova, ông Maka Ivanich. Sao? Vẫn sống chứ? Vẫn sống ạ. Giỏi lắm, cần phải như vậy. Ông Maka Ivanich, cháu cũng ở đây sao? Con chuồn chuồn nhỏ. Cháu cứ tưởng ông đi khỏi thành phố rồi. Làm sao có thể rời thành phố của chúng ta chứ? Đây là nơi ông sinh ra, cũng là nơi ông sẽ chết. Đây là nhà của ông, cũng là nhà của cháu nữa, cả của cháu nữa, chứ còn gì nữa. Các cháu thuộc về thành phố thuộc về các cháu, Leningrad của chúng ta. Ngôi nhà này, đường phố này, và những người phụ nữ mà tôi yêu mến. Cẩn thận kẻo ngã. Xin chào cây phong. Xin chào cây phong. Ôi, em nhìn này. Cây phong của chúng ta sống lại. Một mầm cây bé xíu. Chị Nastenka, nó từ đâu ra vậy? Nó là con của cây phong của chúng ta. Vậy nó có lớn lên không? Có chứ. Chắc chắn nó sẽ lớn, sẽ to hơn, đẹp hơn cây phong cũ. Cậu phải lớn đấy. Tớ còn phải bắt đu vào cậu và đu. Ôi, ở nhà thích biết bao. Thích thật. Thích thật. Jilly Bomb, Jilly Bomb, tớ và cậu cùng chạy đến nơi. Chào cây phong, chào cây phong. Chào cây phong xanh tươi. Trụ sở ban tham mưu phòng không thông báo. Báo động trên không. Báo động trên không. Chúng mình chạy về đi, bà Nastya chắc đang lo lắm. Ôi, chị Nastenka, kia là ban công nhà em. Đâu? Kia kìa, phòng của em đằng kia. Trong đó có con búp bê Matroska của em. Chị Nastenka, em muốn lấy con Matroska. Không được đâu, cửa đóng rồi. Chúng mình sẽ trèo thang lên. Em đi đâu? Ngã đấy. Chị Nastenka, em muốn con Matroska. Để chị trèo lên trước. Đưa tay đây. Matroska, em đừng sợ. Các chị đến đây. Chào ngôi nhà thân yêu. Chị Nastya, đàn piano. Búp bê Matroska của em đâu? Matroska, em ở đâu? Chào em Matroska. Dậy thôi nào. Em buồn lắm hả? Ôi, Matroska của chị. Đây là chiếc váy chị khâu, em còn nhớ không? Còn nhớ. Nào, em nằm vào đây. Chị sẽ quấn em thật chặt. Em sẽ cùng chị ra ngoài dạo chơi. Đây là ai vậy? Mẹ em. Chiếc váy mới đẹp làm sao, như trong chuyện cổ tích. Mẹ em đóng vai gì, hoàng hậu à? Không. Hay người đẹp ngủ trong rừng, cũng không phải. Là con chim lửa đúng không? Không phải. Vậy là ai? Đó là Sylvia. Sylvia ư? Đúng vậy. Sylvia là ai? Theo em biết thì nhân vật đó hát với con quỷ. Về con quỷ ư? Chả lẽ có bài hát về lũ quỷ à? Có chứ. Không đâu. Có mà. Không. Còn em nói là có. Thế thôi.
Natchenka, chị nhìn đây. Chị thấy thế nào? Hay lắm. Mẹ ơi, con mang mẹ đi theo. Chị có ảnh của mẹ chị không? Có. Chị đi đâu? Chị quay lại ngay. Thật chả ra làm sao. Căn hộ của mình mà không sao vào được. Chạy mau. Chạy ra khỏi ngôi nhà. Bà con chú ý. Bà con chú ý. Một quả bom nổ chậm rơi xuống ngôi nhà. Chạy mau. Bom nổ chậm ư? Địa chỉ ở đâu? Katya! Katya! Katya, mau lên Katya, mau lại đây. Đi mau lên Katya. Chị đi lâu thế, nhanh lên, mẹ em đến ngoài kia kìa. Ở đâu? Ngoài phố. Chạy mau lên. Thank you.
Bố ơi. Chiến tranh kết thúc rồi hả bố? Chưa đâu con gái ạ. Bố ghé qua thăm con thôi. Chỉ thăm thôi ư? Phải. Mẹ và con đợi bố, đợi mãi. Nhưng bố vẫn không về. Cả thư cũng chẳng có. Bố về thật tuyệt đúng không bố? Bố ơi. Bố có biết mẹ đã chết rồi. Bố đừng khóc. Bố thấy đấy, con không khóc. Vì thế bố không được khóc. Con sẽ giúp bố trong tất cả mọi việc. Giống y như mẹ. Con sẽ pha trà thật đặc cho bố. Bố muốn uống trà không ạ? Sao con lại nằm? Con đang nằm. Con đang ở đâu? Trong quân y viện. Quân y viện ư? Nhưng quân y viện dành cho những ai bị thương trong chiến tranh cơ mà. Con cũng bị thương trong chiến tranh, con gái ạ. Ôi, đau quá. Katia đâu hả bố? Bố quên mất. Con nhìn đây. Có nhận ra hay không? Matroska. Katia, nhờ bố chuyển cho con. Con bé cũng đang dần hồi phục. Chúng con cứ chạy, chạy mãi. Chạy thật nhanh. Nhưng vẫn không kịp. Bọn chúng đã phá tan tành khu nhà của chúng ta. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho tất cả. Cho cả mẹ nữa hả bố? Cho cả mẹ nữa. Chiến thắng vĩ đại ở Leningrad.